Nguyên khai mạc chương trình du lịch và cháu xin được gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả quý đoàn mình. Mình là mình biết hôm nay là ngày gì không ạ? Không biết. Dạ, hôm nay ngày gì ạ? Không biết. Vâng, hôm nay là thứ 6, ngày 20 tháng 10 là ngày gọi là ngày tri ân và ngày để chúng ta có những cái hoạt động tri ân những người phụ nữ của khắp. Go on.